Xin chào mọi người, bạn đã bao giờ mất ngủ, cứ lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào chớp mắt được chưa? Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu tại sao chúng ta lại khó ngủ và cách để cải thiện giấc ngủ nhé. Đầu tiên, một trong những thủ phạm phổ biến nhất gây mất ngủ chính là căng thẳng, stress. Khi đầu óc bạn cứ mẩy mê suy nghĩ, lo lắng, cơ thể sẽ khó mà thư giãn và đi vào giấc ngủ được. Hãy thử tập hít thở sâu hoặc ngồi thiền trước khi ngủ để tâm trí được bình tĩnh hơn nhé. Tiếp theo, ánh sáng từ các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính hay TV cũng là một vấn đề. Ánh sáng xanh từ các thiết bị này có thể làm giảm lượng melatonin, một loại hormone giúp chúng ta dễ ngủ hơn. Vì vậy, hãy cố gắng tắt các thiết bị điện tử ít nhất một tiếng trước khi đi ngủ nhé. Chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ đấy. Uống cà phê hay ăn quá nhiều đồ ngọt trước khi ngủ có thể khiến bạn bồn chồn và khó ngủ. Thay vào đó, hãy chọn những món ăn nhẹ nhàng và tránh uống cà phê vào buổi tối. Cuối cùng, môi trường ngủ cũng quan trọng không kém. Hãy đảm bảo phòng ngủ của bạn yên tĩnh, tối và thoáng mát. Đầu tư một chiếc gối và nệm thoải mái cũng sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn đấy. Nói tóm lại, để có một giấc ngủ ngon, chúng ta cần biết cách quản lý căng thẳng, hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh, chú ý đến chế độ ăn uống và tạo một môi trường ngủ lý tưởng. Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp các bạn ngủ ngon hơn. Đừng quên bấm like và theo dõi để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích nhé. Chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.